Nhìn thấy trên cái màn hình đầy đủ hết rồi đúng không? Rồi, ở đây có nghĩa là cái phần nào người ta sẽ cho mình, các bạn, có nghĩa là người ta sẽ cho mình bốn cái dữ liệu in y sam sa đúng không? Đó, bốn cái dữ liệu. Thì bốn cái dữ liệu này nó như thế nào? Mình sẽ phải tập nghe như thế nào ha. Ở đây chúng ta có bốn cái dữ liệu này, nó sẽ bắt mình làm sao phải nghe được cái câu này nè các bạn. Nghe cái câu này. Được chưa? Nghe được cái câu này. Đó, thì nghe được cái câu này như thế nào? Thì chúng ta trước trước nhất ha, ở cái dạng này thì nhắc lại là nó cho mình bốn cái này thôi. Đó. Như vậy bạn nào mà đọc nhanh tiếng Hàn, đó, bạn nào đọc mà nhanh tiếng Hàn thì chúng ta có thể phân tích nhanh được. Thứ nhất là cái nào? Một, mình có cái đuôi từ của nó. Đuôi từ của nó. Đuôi từ có nghĩa là những cái phần này nè các bạn. Đó, những cái đuôi này. Nhìn ra được cái thầy nói không? Rồi, cái đuôi từ này xong bạn coi coi nó có thì nào không? Như là thì hiện tại hay thì quá khứ. Được chưa? Rồi, cái đuôi từ này nó có cái động từ là không? Ví dụ như là thì có là imnita. Imnita. Về vô. Hoặc là y e vô. Đó. Được chưa? Được chưa các bạn? Vì sao thầy kêu các bạn phải nghe được, nhìn được nhanh cái này? Nếu như là cái này nè, thì ví dụ như trong trường hợp của câu 481, thì chúng ta thấy thứ nhất là cái đuôi đầu tiên của nó là nó có hai cái chữ là gì các bạn? Im nhì tà với lại y e vô. Hai thằng này là giống nhau. Như vậy ở trên đây làm sao chúng ta phải nghe được có cái đuôi từ này nè, là chữ về vô hoặc y về vô, thì chúng ta mới chọn nó. Có hiểu thì nói không các bạn? Im nhì tà thì câu hỏi của nó thường sẽ là im nhì cá, đúng không? Câu hỏi của nó sẽ là im nhì cá, hoặc nó sẽ hỏi là về dỗ nếu như danh từ phía trước không có bát chim. Còn danh từ phía trước có bát chim thì nó sẽ là y ề dỗ. Đó. Như vậy khi chúng ta nghe như vậy thì người ta gọi là kỹ thuật này là kỹ thuật bắt cái động từ. Bắt cái động từ. Tại vì sao? Người ta hỏi cái động từ gì thì mình sẽ trả lời bằng cái động từ đó. Các bạn có hiểu ý thầy đang nói không? Có nghĩa là khi người ta hỏi bằng cái động từ gì thì mình sẽ trả lời bằng cái động từ đó, hiểu không các bạn? Thí dụ như hỏi là phải không? Là cái gì đó phải không? Thì mới trả lời là gì bạn? Là phải. Là phải. Đúng không? Cho nên mình phải bắt cái đuôi từ. Được chưa? Các bạn có thắc mắc không? Rồi. Sau đó chúng ta sẽ như thế này. Với điều kiện đầu tiên là thầy nói như vậy rồi ha, có nghĩa là trong trường hợp này thì chúng ta là bắt cái động từ để chúng ta nghe. Và rõ ràng á, khi mình nhìn vô có nghĩa là cái này nó đâu có cho mình đâu, cái này nó không có cho mình đâu, mình chỉ thấy được bốn cái này thôi. Cho nên ở đây mình thấy hai thằng này là một nè. Đó, và trong trường hợp này mình đã nghe được cái đuôi câu là về dố. Như vậy chắc chắn đáp án sẽ không cái này rồi, tại vì cái này là động từ sa tà là mua. Sa tà là mua, nó cộng với quá khứ là at soyo thì mình chia ra là sát soyo. Sát soyo là đã mua. Còn ở đây động từ ô tà là đến, mà mình cộng với cái gì đây các bạn? Ở đây là at soyo là quá khứ, cho nên nó ra là quá soyo là đã đến. Thì hai cái đuôi này nó không có trong trường hợp của cái thì hiện hiện tại, mà động từ là động từ đặc biệt rồi. Cho nên chúng ta sẵn sàng loại được cái câu nào đây? Loại được câu 3 và loại được câu 4. Hiểu chưa các bạn? Như vậy cái này được gọi là bắt động từ để nghe. Với trường hợp mình nhìn bốn dữ liệu 1, 2, 3 và 4 không hề có dữ liệu ne hoặc là a ni o. Cái này mốt thì nói sao ha?
trong bài học ngày hôm nay cũng có nói luôn đó. Ne hoặc là anio. Lý do tại sao? Đây là câu trả lời có không. Mà ở đây mình không có thấy có không thì mình cứ bắt cái đuôi động từ này để làm chi? Mình phân biệt cái thì. Phân biệt cái thì. Nếu như ở trên nó đọc là thì quá khứ thì ở dưới phải chọn là quá khứ. Ở trên nó đọc thì hiện tại thì mình phải chọn thì hiện tại. Mà hai thằng này đã đuôi quá khứ nè. Ở đây người ta hỏi hiện tại nè cho nên mình loại. Ba bạn tới đây hiểu chưa? Rồi, tiếp ha. Tới cái mức này thì chúng ta mới nhìn như thế nào đây? Có nghĩa là cái dùng làm của chúng ta bây giờ chỉ là dùng 1 và 2 thôi đúng không? Sao nó bị kỳ vậy? Các bạn đợi thêm tiếng nó bị chạy. 481. Rồi. Cái dùng làm của mình bây giờ là nó chỉ là 1 và 2 thôi đúng không? Đó. Nó bị chạy một cái các bạn thông cảm. Rồi, như vậy thầy bôi ha, thầy bôi để mình làm. Thì cái dùng làm của chúng ta bây giờ chỉ còn là ở trong cái dùng 1 và dùng 2 thôi. Thì lúc này chúng ta thấy là gì? Ở đây imnita và ieo. Imnita là dùng cho cái gì các bạn? Cho khi chúng ta phát biểu, hoặc là khi chúng ta đi xin phỏng vấn, hoặc là khi chúng ta gặp cái người lần đầu tiên, thì chúng ta dùng cái đuôi câu là imnita. Còn thân thiết với nhau rồi, chúng ta dùng trong văn nói thì chúng ta là dùng ieo hoặc là ieo đúng không? Nhưng bản chất của hai thằng này nó đều là giống nhau hết. Như vậy, khi người ta đọc là ieo rồi thì làm sao bây giờ mình chọn một trong hai cái này? Như vậy, bước tiếp theo là chúng ta sẽ coi khác biệt ở trên đây. Đúng không? Khác biệt ở chỗ này. Đó. Như vậy, theo công thức các bạn, danh từ mà đi với imnita là cái danh từ đó, hoặc danh từ đi với ieo hoặc là ieo. Đó, như vậy lúc này chúng ta tập trung vô cái màu xanh là danh từ đó, chúng ta coi. Nếu như danh từ là người thì nó sẽ chắc chắn nó hỏi chữ nuku. Là ai? Nếu danh từ là nơi chốn thì nó sẽ hỏi là oti, ở đâu? Nếu danh từ là đồ vật, nó sẽ hỏi là mo, cái gì, hoặc là muot là cái gì? Các bạn đang hiểu thầy nói gì không các bạn? Có. Rồi. Như vậy ở đây rõ ràng chúng ta nhìn câu 1 này. Jeka là tôi. Dàng tô im nhì tà. Tôi là dàng tô. Như vậy ở đây là gì các bạn? Là người, cho nên chỗ này sẽ hỏi bằng chữ nuku. Còn ở dưới đây. Dàng tô si chè kìa ô. Nó nghĩa là gì? Đây là sách của dàng tô. Thì sách là đồ vật cho nên phải được hỏi bằng chữ muot. Như vậy khi chúng ta nghe câu này nó đọc nè. Dàng tô si ka nuku yeo. Dàng tô si ka nuku yeo. Như vậy rõ ràng chúng ta nghe chữ nuku cho nên chúng ta phải chọn được đáp án là số 1. Bạn đang hiểu ý thầy nói gì chưa? Ở đây có rất là nhiều bạn sẽ bị như thế này. Nghe câu này cái nghe chữ dàng tô. Dàng tô chứ. Dàng tô. Dàn tô, cái ráp với mình thấy à chỗ này cũng có dàn tô. Nếu mình thấy này đầu tiên cái mình chọn hên là nó đúng. Nhưng các bạn không thấy được câu 1 mà thấy chữ dàn tô ở đây, cái chọn câu 2 là nó bị sai. Cho nên thầy cảnh báo dạng mà nghe từ câu 481 đến 680 trong bộ đề ôn, có nghĩa là dạng câu nghe tình huống trả lời thì không được phép nghe giống danh từ. Nhớ cho thầy đây là câu thần chú. Tình huống này không được nghe giống danh từ. Hiểu ý thầy nói gì chưa các bạn? Nhớ thầy dặn chưa? Không được nghe giống cái danh từ mà phải bắt cái gì các bạn? Bắt cái động từ để nghe. Ok chưa? Cho nên đi thi á, mình nhìn ra được cái dạng nó rất là quan trọng các bạn.
đi thi mình nhìn cái dạng đó nó thuộc cái dạng nào để mà mình nghe, nó rất là quan trọng. Được chưa? Tới đây hiểu chưa các bạn? Không hiểu cứ nói đi, tại vì mình học luyện mà, mình nói để thầy dạy các bạn. Hiểu không? Alo. Cái này là xong là mình vẫn xem lại được video không thầy? Đúng rồi, thầy đang lưu hình lại đó, thầy sẽ đăng lên YouTube cho mình. Để có tìm cứ xem đi xem lại. Không À, hiểu tiếng đâu. hiểu cái hình, nhưng mà bây giờ thầy đang giảng thì có hiểu không nè? Thầy thấy chỗ này thì em cũng Có nghĩa là cái cái chỗ gì? đoạn À, em nói đi. cái đoạn mà nghe chỗ bắt danh từ là phải làm, nếu mà chỉ người là cô Bây giờ thầy nói nè, bây giờ thầy nói nè, theo cái thói quen của mình với cái dạng này, các bạn cứ nghe giống à, các bạn cứ thường, các bạn cái nào giống các bạn nghe được, cái bạn thấy bạn không, nếu mà bạn không hiểu được cái câu này nó là gì á thì thường bạn cứ nghe giống thì các bạn cứ chọn thôi. Thì có phải là trong trường hợp này nó rất nguy hiểm không? Có nghĩa là chúng ta sẽ có thấy hai cái giống nè. Hai cái giống nè. Được chưa? Hai cái giống, cái chúng ta bắt đầu chúng ta làm gì? Nếu như người nào mà thấy được cái số 1 thì chọn số 1 trước. Còn người nào thấy được cái số 2 thì chọn số 2. Nhưng mà chọn số 2 thì nó rõ ràng là sai rồi. Lý do ở đây tại sao các bạn? Tại vì ở đây câu này là cái câu người ta hỏi mình mà. Và người ta kêu mình phải chọn cái đáp án là một trong bốn cái này. Mà nãy thầy nói, hỏi bằng động từ nào thì trả lời bằng động từ đó, đúng không? Và ở đây người ta hỏi mình bằng cái động từ là gì các bạn? Về vô. Thì mình phải trả lời bằng chữ gì? Im như tà hoặc là y ề vô. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy là gì? Giữa hai cái này đều có thể xảy ra đáp án hết. Như vậy khi hai thằng này nó đã giống nhau là im như tà và y ề vô rồi, thì chúng ta phải làm sao? Phải đi coi phía trước cái im như tà là gì, theo cái y ề vô là cái gì. Thì rõ ràng nó về mặt ngữ pháp là nó thỏa mãn nè, danh từ đi với im như tà nè, hoặc là danh từ gì bạn, đi với danh từ đi với y ề vô hoặc là về vô nè. Đó, thì ở đây rõ ràng chúng ta nhìn vô dàn tô là người. Người thì phải được hỏi bằng chữ nụ cu. Còn từ chết ở đây thì nó là đồ vật, là quyển sách, thì phải hỏi là chữ mù ót. Như vậy phần nghe này nó thử thách cái gì? Là chúng ta sẽ nhìn ra được những cái danh từ phía trước này là gì. Thì dễ thôi các bạn. Nếu như mình chưa thuộc từ vựng thì ở đây mình học thêm một vài từ vựng ở đây. Bởi vì cái này nó buộc lòng phải như vậy các bạn. Ở cái phần thi này. Và đây là cái phần thi mà là khó nhất trong cái bộ đề của mình ấy. Đó, cho nên thầy muốn luyện tập các bạn lần đầu tiên là cái này luôn để mình học dần dần. Còn những cái phần kia nó dễ lắm các bạn. Khi làm được phần này được hết rồi, mấy cái kia nó làm được hết à. Như vậy được chưa? Rồi, làm nhiều sẽ biết. Video nó cũng sẽ còn được lưu lại ha. Giờ mới vô thì mình hơi bị khó khăn chút xíu. Thì câu này có nó hỏi là gì nè? Dành tô shika nụ cu yếu. Bạn dành tô là ai? Thì tôi mới nói trả lời là chê ca dành tô im nhị tà. Mình là dành tô. Như vậy câu này đúng ha. Còn câu 2 là dành tô si chê ki yếu. Thầy đọc cho các bạn nghe không có âm điệu gì hết để mình chủ yếu là nhận được biết thôi. Thì chỗ này có nghĩa là gì các bạn? À, dàn tô si e chét có nghĩa là sách của dàn tô. Thì sách của dàn tô nó là đồ vật, cho nên sẽ được hỏi bằng chữ mù ót là cái gì, được chưa? Còn câu này ờ chê hôm qua cụ tu rin sa sợ tôi đã mua đôi giày da, thì cái này không có liên quan rồi. Tại vì sao? Mình nghe được cái này thì mình loại được hai cái này. Rồi, Indonesia e so wasayo thì cấu trúc e so wasayo là đến từ đâu? Cho nên ở đây sẽ được hỏi là o ti e so wasayo, bạn đến từ đâu? Tóm lại, dạng hỏi này rất quan trọng ở chỗ bạn có thuộc được các cái từ để hỏi hay không. Thì các cái từ để hỏi thì ôn lại nè. Từ mua ót là cái gì? Dùng để hỏi ví dụ như là sách nè, dù nè, ù san nè,
Rồi thí dụ như là ột là quần áo này, dân dân nó là đồ vật thì mình sẽ hỏi bằng chữ gì các bạn? Muột. Được chưa? Rồi. Nù cu là ai? Thì ai thì chúng ta ví dụ như ở đây có danh tô là tên người nè, hoặc cái dấu hiệu để chúng ta biết cái người thì có cái chữ gì, cái chữ si ở phía sau nè, hoặc là ông giám đốc là Sa Trang nè đó, dù bạn em trai là Nam Tôn Sen nè, nhưng những cái gì là người thì người ta sẽ hỏi là nù cu. Ờ ti là nơi chốn, là ở đâu, thì thí dụ như chúng ta sẽ thấy có ví dụ như là ưng hen là ngân hàng chẳng hạn nè đó. Rồi sau so chôm là cái hiệu sách chẳng hạn nè, cùng trang là công xưởng chẳng hạn nè, dân dân và dân dân. Đã, trước nhất các bạn thuộc cho thầy được những cái từ này. Rồi có nhiều mi a si là mấy người, à, mi a si là mấy giờ, rồi mình nhân là mấy người, đó những cái chữ này ha. Cứ từ từ thôi bạn, không sao cả ha, thầy sẽ giải thích cho các bạn sau. Rồi, đó là khía cạnh để mình thuộc bài ha. Còn bây giờ á, dạng này mà nếu mà làm mánh thì như thế nào? Làm mánh thì chúng ta nhìn vô. Trước nhất là cái dùng này là dùng người ta cho mình nè. Đó, thì mình nhìn vô cho thầy. Mình làm sao mình tập nhìn này nha. Thứ nhất mình thấy được cho thầy hàng này giống nhau. Được chưa? Như vậy trong cái dạng đề của mình, hai thằng mà giống nhau thì thường một trong hai cái thằng đó sẽ là đáp án. Như vậy cái còn lại là mình có về nhà mình chịu khó mình luyện tập mình nhìn cái này nhiều hay không thôi ha. Đó. Hoặc là bạn không nhìn ra chỗ này là giống nhau thì ở đây bạn có thể nhìn chữ dành tô nè, rồi chữ đây dành tô nè là cũng giống nhau luôn. Đang hiểu thì nói gì không các bạn? Rồi, như vậy đó là cái mánh và bắt đầu mình mới nghi ngờ hai thằng này. Nghi ngờ hai thằng này thì chúng ta mới nghe thử cái động từ có phải là nó đọc hàng này không? Tại vì xui xui thì nó cũng không đọc đâu các bạn, đúng không? Nhưng mà chắc chắn thì nhiều xác suất gần 90% là nó sẽ đọc vô hàng này. Thì rõ ràng khi chúng ta nghe hàng này thì chúng ta biết rằng đáp án chắc chắn là một trong hàng này thôi. Như vậy bây giờ sau khi cái bài giảng của thầy thì câu 481 này về nhà mình học là A. Người là hỏi chữ nù cu, còn chết là quyển sách thì hỏi là mù ót. Như vậy ứng dụng dần dần là sẽ làm được. Đang hiểu thầy nói gì chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên cho nên thầy sẽ nói rất là chậm về cái tình huống để mình hiểu. Ok. Rồi, ví dụ 482 sẽ hiểu hơn nè. Kha với lại Thảo im ru vậy ta? Rồi bây giờ coi coi câu 482 đi. Tập nhìn liền cho thầy là bây giờ họ thầy hỏi nè, coi cái gì trước? Alo, trả lời. Tập trả lời nè. Ngoài đi cậu ạ. Đuôi câu thì rõ ràng mình thấy cái đuôi câu này là về vô nè, đúng không? Rồi. Đuôi câu này là moroyo. Moroyo á thì hơi khó cho mình, thì đây là động từ tính từ. Động từ tính từ tại vì cái này là từ xa các bạn. Nó là động từ mệnh tà là xa. Thì giảng từ từ cho hiểu ha. Thì những cái động từ tính từ thì nó sẽ được hỏi là chữ ọt tèo. Ọt tèo, đọc là ọt tèo ha. Nhưng mà thầy cứ đọc cho mình nghe cho nó rõ từng âm thôi. Là như thế nào? Rồi, còn ở đây động từ này là itsayo. Đây là opsayo. Đây là động từ có. Ở đây là động từ không có, đúng không? Rồi, giả dụ như các bạn không biết cái này cũng không sao. Nhưng mà trước tiên á, là vô thấy 482 là tập trung cái này vô cho thầy. Bởi vì sao? Mình nhìn thấy phía trước này có chữ ne và chữ anio không? Không có đúng không? Nè, nó cho này có không? Đâu có đâu đúng không? Đó, cho nên ở đây chúng ta nhìn vô. Đó, thì chúng ta quyết định nhìn cái đuôi từ. Thì rõ ràng trên đây bạn thấy khi mà mình nhìn vô đó mình chú ý rồi mình bắt âm mình nghe coi nó có đọc về vô hoặc là im nhị cá không, tại vì chữ về vô này thì nó có thể đọc thành chữ im nhị cá nó, đúng không các bạn? Hiểu không?
Đó thì tại vì im nhì cá đó là im nhì tà mà, thì thằng này nó bà con với nhau cho nên có biết đâu chừng nó đọc im nhì cá, mình chỉ dự trù như vậy thôi. Nhưng ở đây mình rõ ràng mình thấy nó đọc là về vô là, thấy chưa? Có phải mình loại được ba trường hợp này liền không? Hiểu hiểu bây giờ hiểu hiểu thêm một chút ý thầy nói chưa các bạn? Thảo, Thảo Cần Thơ. Thảo Cần Thơ, em Thảo đúng không? Hiểu không? Hiểu hiểu nãy giờ hiểu thầy giảng không? Ok, rồi đó, như vậy rõ ràng nó là như vậy ha, như vậy tình huống này. Thì ở đây chúng ta mới thấy như sao nè. Mình mới coi lại cái câu này nè. Cứ saram chỉ có pi chỉ có chỉ có là nghề nghề của bạn, nghề của người đó chứ, cứ saram là người đó. Nghề của người đó là gì? Khàn hô sa là y tá, như vậy rõ ràng quá phù hợp với câu trả lời đúng không? Còn cái câu số 2, chibi moroyo là nhà xa. Chibi moroyo là nhà xa, chip là nhà. Chỉ cốp là nghề. Ở đây nó isoyo là có nghề. Còn cùng trang e opsoyo là không có ở trong công xưởng, không có ở đâu, và có ở đâu thì nó là e isoyo là có ở đâu. Còn e opsoyo là không có ở đâu. Đó. Thì hồi nãy nhớ không? Đầu giờ thì dặn trường hợp này không được nghe giống cái danh từ, bởi vì sao? Thầy dám đảm bảo với các bạn có rất là nhiều bạn nghe được chữ chì cốp ở đây nè. Cái thấy chì cốp ở câu 3 cái làm sao? Chọn cái đáp án số 3 thì có phải là bị sai không? Bây giờ hiểu ý rõ hơn hồi nãy thầy nói chưa các bạn? Hiểu ý thầy rõ ý thầy nói hồi nãy chưa nè? Tất cả các bạn đều rõ hết thì ok cái cho thầy để thầy giảng tiếp nè. Ok ha. Đó. Rồi, như vậy ở đây rõ ràng là chúng ta bắt đầu tiếp tục câu nào. 343. Nhìn cho thầy liền cái đi rồi nói nè. Có mấy câu giống nhau? Ba câu là câu nào và câu nào? Ba 1, 3, 4 đúng rồi. Về vô nè. Về vô nè. Y về vô nè đúng không? Như vậy nãy thầy nói hai cái giống nhau đã có thể là đáp án rồi, cho nên ba cái giống nhau thì tập trung vô câu 1 liền, tập trung vô câu 3 liền, tập trung vô câu 4 liền. Tập trung ở phần nào? Thứ nhất, cù tru, ai nhớ cái chữ này không? Cù tru là gì? Bạn nào biết từ vựng? Cụ tu là giày. Giày là đồ vật đúng không? Đồ vật thì nó sẽ hỏi bằng chữ gì? Chính xác, mùa ớt. Rồi. Tiếp theo, ở đây chúng ta có chữ hê sa là gì, bạn nào nhớ? Như vậy sẽ hỏi chữ gì? Ti đúng không? Địa điểm. Rồi. Ở đây Sa Trang Nghiêm là ông nào vậy? Giám đốc đúng không? Như vậy Sa hỏi bằng chữ nù gì? Thì có phải khi mình nghe được chỗ này, đáp án sẽ rơi vào câu 4 không? Như vậy sao ạ? Cho Sarami Nukueo. Đó. Thì Uri Hê Sa Sa Trang Nghiêm là ông giám đốc trong công ty của tôi. Đó, lý thuyết nghe là như vậy, có nghĩa là nghe không phải tự nhiên cái mình mở lên mình nghe là được đâu các bạn. Mình phải có lý thuyết, mình luyện tập dần dần như vậy. Các bạn nhớ là sau khi thầy up cái video này lên thì coi đi coi lại nhiều vô ha. Được chưa? Rồi. Ở đây chúng ta sẽ giải đi giải thích từng câu nè. Cho con
Trò con có nghĩa là trò co sinh cái ở đằng kia. Chê cui tui hề ô là đôi giày của tôi. Rồi. Trung Quốc cử rô. Trung Quốc cử rô. Trung trang gài ô. Trung trang gài ô là đi công tác. Đi công tác ra đâu? Trung Quốc. Trung Quốc. Trò kia ga ủ đi huế xa hề ô. Đằng kia là. Trò kia là ở đằng kia là công ty của tôi. Ủ đi huế xa 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 nghi mì ô. Nãy thầy nói rồi. Đó là giám đốc của tôi. Ok ha. Uri mà đi với sở hữu thì chúng ta dịch là của tôi thôi các bạn. Rồi bây giờ như vậy thì làm liền cho thầy câu 484 coi. Nhìn cái tập phân tích đi, bây giờ biết biết rồi đó. Câu này hơi khó hơn chút hả? Câu này nó thuộc về gọi là câu tình huống các bạn. Câu này là câu tình huống. Câu tình huống thì thầy khuyên các bạn là nên học thuộc lòng. Tình huống thì ít thôi chứ nó không có nhiều đâu. Tình huống là như thế nào nè? Có phải là nếu như thầy nói nãy giờ là mình bắt cái động từ này để mình nghe không? Đúng không? Thì trong cái câu này, trong cái câu này chúng ta lại không nghe được cái động từ này. Như vậy mình nói thầy Cường dễ sai rồi. À, không có sai đâu ha. Như thế này. Nhìn nè. Thầy hỏi là làm theo từ từ nha. Tập nói vô. 1, 2, 3, 4. Thầy hỏi nè. Hai câu nào gần giống nhất ở trong bốn cái này? Một, hai, ba, bốn. Hai câu nào là gần giống nhất? Máy với máy, Bốn này. bốn với máy, bốn với một không giống nhau đâu. Với bốn này. Lý do Có chỉ để sao? đúng rồi, cái chỗ đó mới quan trọng đó. Nhìn thấy chưa các bạn? Bôi bớt nè. Bôi bớt, bôi bớt, bôi bớt nè. Nhìn nè. Có phải là ề so ở đây không? Đó. Ề so ở đây đều... Ề so với chữ E này đều chỉ nơi chốn hết nè. Đó. Nhưng mà ề so... Trong cái 1, 3, 4 thì 3 với 4 này gần giống với nhau nhất bởi có chữ ề so. Nhưng... Cái ề so của câu 3 là... Ireo là làm việc ở đâu? Còn ê so hoặc sòi ô thì mình thuộc lòng cho thầy cái cụm này là gì, các bạn hỏi cái gì, người đó đến từ đâu, hiểu không? Hiểu không các bạn? Cho nên thầy mới gọi là câu tình huống đó. Như là Petunam, Petunam, mèo so hoặc sòi ô là tôi đến từ Việt Nam, thì nó tương đương với câu là bạn là người nước nào. Như vậy ghi ghi cái câu này ra làm sao các bạn? Coi và học thuộc giúp thầy. Hiểu không? Hiểu chưa? Nhưng ít nhất ra nếu mà bạn có dùng cái phương pháp nãy giờ thầy chỉ thì chúng ta cũng loại được câu 1 và câu 2. Còn lại chúng ta chỉ tập trung vào câu 3 và câu 4. Thì khi tập trung như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng loại dần 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 dần. Ok chưa nè? Rồi, qua ha. Mình gặp lại thì chút mình sẽ nhận diện ra được rồi các bạn. Rồi, còn cái câu 1 là gì? Hanguke kayo là tôi đi Hàn Quốc ha. Còn cái câu kia à chimin mà coi ô là à chimin mà coi ô là ăn sáng, à, cùng chân e so ideo là làm việc ở công xưởng, nhớ ha. Cái này thì chút gặp lại thì còn nói cái trường hợp của câu 3 nữa, câu 3 cũng là một cái trường hợp đặc biệt á. Rồi câu 485 lại là một câu tình huống và thầy nói nhanh luôn. Câu tình huống thì thầy nói cho học thuộc lòng thôi. Chúng ta thấy cái chữ trò âm đẹp kết sinh gì ta không? Có bạn nào nhớ cái câu này là câu gì không nè? Chờ đẹp kết sinh gì ta? Bài học số 1 đầu tiên là học được liền rồi đó. Chờ đẹp kết sinh gì ta là
rất vui được. Rất vui được gặp bạn đúng không? Rồi, rất vui được gặp bạn thì nghe được câu này cứ chọn cho thầy cái câu mà na so bạn cáp sinh nhì tà, hoặc chỉ cần nghe được bạn cáp sinh nhì tà thôi là nó là đáp án. Được chưa? Được chưa? Còn là câu tình huống ha. Anh nhon ha xe ố, xin chào. Cho ôm phép cách sinh nhì tà. Rất vui được gặp các bạn. Thì mình sẽ, mà na so bạn cáp sinh nhì tà. Rất vui được gặp các bạn. Còn bạn cáp sinh nhì tà cũng được luôn. Đó là câu tình huống ha. Như vậy nãy giờ note lại cho thầy đi nè. Câu 484 trong đề và câu 485 trong đề là câu tình huống và cần thuộc lòng. Ghi nó ra rồi học nó ha. Để mình không bị sai. Còn 오래 간만이에요. 오래 간만이에요. 오래 간만입니다. Rất vui, rất lâu rồi mới gặp lại bạn thì tính sao đi. Rồi 작년에 왔습니다. Tôi đến hồi năm rồi thì cái mình hỏi về thời gian. Mình sẽ nói sao. Còn cái câu 네 안녕하세요 thì câu chào rồi, mai mốt mình sẽ gặp lại nó. Tiếp theo. Đó. Bây giờ mình có thấy câu 486 nó khác gì nãy giờ không? Nó khác nhau cái gì đâu, nói cho thầy nghe thử coi. Tập nói đi các bạn, giải đề phải tự mình làm. Thấy cái gì nói cho thầy để thầy biết. Đúng rồi, nó có cái chữ nê ở phía trước đây. Như vậy không giải theo cách hồi nãy được đâu. Đúng chưa? Nó không giải theo cách hồi nãy được đâu. Hiểu không các bạn? Thì lúc này như thế nào đây? Đây lại là một câu tình huống. Đây lại là một câu tình huống. Đây lại là một câu tình huống. Tình huống như thế nào đây? Thật ra cái yếu tố quan trọng của câu này là chỗ này thôi. Tình huống nghe điện thoại của cái bài về điện thoại. Cái chữ dập bô xẻo, alo. Alo mà ở đây có chữ nê là vâng, đúng chính, đúng cái chỗ mà mình gọi rồi đó. Hiểu chưa? Là đúng cái chỗ mình gọi rồi đó. Và dập bô xẻo. Dập bô xẻo là alo. Thì mình nhìn trong bốn cái này. Thì mình thấy có một cái tình huống của nghe điện thoại là chữ nào nè. Ai học bài rồi thì nhớ là trong cái bốn cái tình huống này sẽ xuất hiện cái câu nào nè. Ví dụ mình nói alo cho tôi gặp ai đó. Thì cái người đầu dây bên kia nói sao dân chờ cái gì các bạn. Chờ một chút đúng không? Rồi. Và cái câu chờ một chút là câu này. Chạm canh man kì ta đi xe không? Đó. Như vậy. Thật ra cái câu này. Cò ki. Ở đây nó đọc nè. Cò ki kim chi su si te ki chỗ. Ở bên kia có phải là nhà của kim chi su không? Chi su si sư men cho bà cô chú xe không? Nếu có chi su thì hãy chuyển máy cho tôi gặp. Thì thật ra cái này nó làm cho mình rối não thôi. Cái chỗ quan trọng là dập bô xe ổ. Mà ở dưới đây là bốn dữ liệu là nê. Thì phải chăm can man khi ta đi xe ổ. Như vậy 486 cũng là một câu tình huống. Được chưa? Khi mà bạn mở cái file nghe lên thì bạn sẽ luyện tập lại với cái bài giảng của thầy ngày hôm nay là chúng ta sẽ nghe được. Cứ yên tâm. Được chưa? Ok ha. Cái file mà thầy gửi cho các bạn hồi sáng á, nhớ không? Là về nhà chúng ta mở lại, nó có file nghe ở trên đây. Chúng ta cứ, thầy giảng cái câu nào ở đây, chúng ta cứ mở đúng cái tên file của 486. Thì bạn mở 486, bạn nghe lại giúp thầy nha. Rồi nghe lại xong mà không hiểu cái gì thì hỏi đi, thầy giải đáp. Rồi, câu 487. Bây giờ có phải trở về cái nãy giờ mình làm không? Alo. Ừ. Rồi, bây giờ như gãy trở về mình làm thì tập trung vô cái gì nè? Đuôi câu. Như vậy câu 1 có cái đuôi gì? Rồi. Như vậy rõ ràng khi mình nghe im gì cá thì đó câu 1 có phải là đáp án không? Hiểu không nè các đồng chí? Cái đó là cái cách nhận diện trước, hiểu chưa? Người ta hỏi im như cá thì trả lời im như tà. Tại sao thì cả gan như vậy? Tại vì ở đây là ha kết sim như tà, it sim như tà, cả kết sim như tà mà. Đâu liên quan gì đâu.
đúng không? Hỏi động từ gì thì trả lời bằng động từ. Đó, nhớ chưa? Alo. Bữa nay bữa học đầu tiên cho nên không có bắt nhịp với nhau được hả các bạn? Thầy cứ róng thầy mà đường trò thì cứ im lặng. Hay là mới bữa đầu tiên mà thầy đưa cái bài này khó quá. Rồi, như vậy là bắt đầu thầy mới đi tiếp nè. Thầy mới đi tiếp, thầy phân mỗi câu thầy đều phân tích cho rành mạch ha, để mình rành rồi mai mốt mình làm dần dần. Ở đây có phải khi mình nhìn vô bạn thấy câu 1 và câu 2 giống nhau không? Lúc tại vì thầy dặn là phải nhìn cái nào giống nhau nhất mà đúng không? Có thấy không nè? Rồi, câu 3, câu 4 Hasaka thấy giống nhau không? Như vậy tụi nó đã phân chia giới tuyến rồi, thấy hiểu không các bạn? Thấy chưa? Rồi, có bạn nào nhìn thấy cái gì không? Cái này nè và cái này, có bạn nào nhìn thấy hai này không? Không nhìn vậy được nha, không nhìn vậy được nha. Không có nhìn vậy được, giống là phải giống hết. Nè, mình thấy mỗi câu nó, tại sao tiếng Hàn mỗi câu nó có cái khoảng cách nè, thấy không các bạn? Mỗi câu nó có cái khoảng cách nè, thấy không? Thấy có khoảng cách không? Rồi, như vậy nếu ở đây ha ket simnita thì ở đây cũng phải ha ket simnita, mà đây là ha ket simnita, đây là ka ket simnita mà sao giống được? Hiểu không các bạn? Ừ, nó không giống nha. Đó, cho nên chúng ta phải nhớ. Rồi. Như vậy ở đây hồi nãy thầy nói dạng câu này mà ai mà lấy cái danh từ nghe giống thì có phải là bị chết ở câu 3 câu 4 không? Nè, bạn nào mà không không chịu bắt cái đuôi từ mà nghe cái này không thì có thể chọn câu 3 cũng có thể là chọn câu 4, hiểu không các bạn? Vâng. Là chết, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta mới coi nè. Nuka. Nuka hasashi imnika. Ai là hasa? Nhớ chữ si là biết cái đó là tên. Như vậy trả lời tôi là hasa. Jega hasa imnita. Còn câu kia. Jega haketsunita. Để tôi sẽ làm. Hasaka isunita. Có hasa. Hasaka kaketsunita. Hasa sẽ đi. Ketsunita là sẽ, đúng không các bạn? Haketsunita là sẽ làm. Kaketsunita là sẽ đi. Rồi. Ok ha. Nãy giờ gần cả 5-6 câu rồi thì các bạn bắt đầu bắt nhịp được cái chỗ này chưa nè. Rồi. Ok. 4, 8, 8. Không có nê, không có anio thì phải bắt cái gì rồi nè? Bắt đuôi câu. Như vậy ở đây chúng ta thấy bốn cái thằng này là bốn cái đuôi câu khác nhau hết không? Rồi. Như vậy khi người ta đọc nukuren kitariseyo, nukuren kitariseyo thì chúng ta chọn cái gì nè? Câu 1, 2, 3, 4. Kitariseyo thầy giải thích cho nha. Kitariseyo thì đây là một cái đuôi câu kính ngữ. Chúng ta có động từ chờ là kitarita. Kitarita thì thay vì người ta hỏi là kitaroyo, nếu như dùng hạ thân mật ha. Còn nếu như dùng kitarimnika thì đó là cái câu hỏi bờ ni cá ni sinh ni cá, nhưng ở đây người ta không dùng dạng này hỏi mà người ta dùng cái seo, thì seo là đuôi câu kính ngữ các bạn, kitariseo. Và khi đuôi câu kính ngữ thì mình vẫn trả lời bình thường là kitaroyo thôi, cho nên đáp án sẽ là câu số 2, hiểu không? Hiểu không đồng chí Kha? Rồi. Cho nên đây vẫn là đuôi bắt đuôi từ thôi các bạn, hỏi nukurin kitariseyo, bạn chờ ai vậy? Xin kurin kitaroyo, tôi đang chờ bạn. Còn câu số 1. Kutu là đôi giày da thì nó là mua ợt. Nó nãy giờ mình giải đề thì thật ra nó có mấy cái từ vựng thôi bạn chứ nó đâu có nhiều đâu. Như vậy là gì?
Hải mua đôi giày da, ở đây là đuôi câu hải nè nha, CEO ở đây là hải chứ không phải giống trên đây đâu nha. Đó, cho nên ở đây ai mà bắt cái chữ CEO không thì là bị sai câu 1 đó. Bắt là bắt cái chỗ động từ nè. Rồi, 한국말은 가르쳐요, 가르치다. 가르치다 là dạy, 가르쳐요 là chia ra của thì hiện tại đúng không? Dạy tiếng Hàn. Còn đây 여기에서 là 어디에서 만나겠어요, gặp nhau ở đâu, gặp nhau ở đây. À, như vậy chúng ta hiểu câu 488 này ha. Rồi, bây giờ tiếp tục 489. Hôm nay thầy dạy lý thuyết thôi, ngày mai thầy sẽ cho các bạn thực hành. Hôm nay cho lý thuyết thôi, ngày mai thầy sẽ đọc một câu thì bắt các bạn chọn. Rồi, như vậy ở đây cũng gì luôn nè. Bắt cái đuôi gì nè? Alo. Bắt cái đuôi câu. Câu này thú vị lắm nè các bạn, câu 489 này thú vị nè. Như vậy trước đây tập nhìn cái 1 2 3 4. Bây giờ thì che này lại đi. 1 2 3 4. Nhìn nào giống nè. Rồi, 2 3 giống chỗ nào đây? Bạn Duyến có dễ bắt nhịp với thầy rồi đúng không? Rồi, 2 3 thì cái nào giống? Suy về ô, suy về ô. Không có si về dồ ha, si về ô, si về ô. Đó. Si là hỏi gì đây nè các bạn? Người, như vậy chắc chắn nó sẽ hỏi chữ nụ cu phải không? Rồi. Ở đây chúng ta lại thấy chữ si si này ở thằng này. Thì thật là thằng Tuấn. Thằng này là Chi Su. Thầy hỏi nha. Nếu ở trên đề mà mình nghe chữ Chi Su là mình chọn thằng Tuấn hay là mình chọn chữ Chi Su? Nếu trên đề đọc Jisoo thì là mình chọn Thu An hay là mình chọn Jisoo? Chọn Thu An. Hả? Chọn Thu An. Lý do tại sao Duyến? Tại vì không được cái động từ, không được bắt đến cái động từ. Không được phép cái gì, nói rõ ra, không được phép gì? Không được phép bắt cái động từ mà đứng trước cái đuôi, cái chỗ cô chỗ hỏi. Thầy có cảm giác là em hiểu đó, nhưng mà em đang giải thích không đúng. Thầy biết là em hiểu nhưng mà em đang giải thích không đúng. Bài học ngày hôm nay là dạng này không được nghe giống y chang cái danh từ. Hiểu không? Ừ. Thu An là Tuấn, là tên riêng, là danh từ, chỉ tên riêng. Chi Su là tên riêng, là danh từ, chỉ tên riêng. Nếu như đề đọc Chi Su là phải chọn Tuấn, mà nếu như đề đọc thằng Tuấn thì phải đọc Chi Su, phải chọn Chi Su. Cho nên thầy nói câu này nó thú vị là vậy đó. Hiểu thầy nói không? Cho nên mai mốt cũng dạng câu này các bạn, nó giống y vậy. Nếu nó đọc thứ bảy thì mình phải chọn khác cái thứ bảy. Có nghĩa là trong tuần nó có 7 cái ngày phải không? Thì mình có thể chọn chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nhưng không phải là thứ bảy. Hiểu thầy đang nói gì không các bạn? Rồi, còn nếu như mà nó cho thứ bảy và chủ nhật, nó cho ăn vậy thì nếu nó đọc chủ nhật thì mình phải chọn thứ bảy, mà nếu nó đọc thứ bảy thì mình phải chọn chủ nhật, giống như trường hợp này. Hiểu ý thầy nói không các bạn? Ok ha. Làm nhiều là mốt quen à. Bữa đầu nó hơi bị ngọt. Thấy chưa? Như vậy ở đây mình mới coi nè, nó đọc là cái gì? Toki Chisu. Nghe chưa? Toki Chisu. Ý là nó đã nói thành Jisoo rồi, nếu mình chọn câu 3 là sai, hiểu không các bạn? Hiểu chưa? Như vậy là gì? Cho chi Jisoo haoku, cùng với Jisoo, iyaki haoku innen saram, người mà đang nói chuyện cùng với bạn Jisoo ở đằng kia là ai vậy? Thì là thằng Tuấn, nó đến từ Việt Nam. Coi là thằng Tuấn nó đang nói chuyện cùng với Jisoo, hiểu không các bạn? Ok không? Ok không? Ừ. Còn ai mà nghe cái chữ gì Chi Su giống cái danh từ chọn câu 3 thì cũng chết. Mà ai nghe cái chữ gì các bạn? Đâu mất tiêu rồi.
Ừ vậy thôi, không có nghe được cái nào khác nữa. Đúng không? Thì ở đây, à nghe được chữ Izaki ở đây nè. Izaki ở đây mà chọn cũng chết luôn. Tại vì Izaki này nó nằm giữa câu chứ nó không phải nằm ở cuối câu, hiểu không? Cho nên cũng chết luôn. Mà mình đang bắt là mình bắt cái chữ về vô nè. Rồi. Hiểu không Kha ơi, hiểu không? Phải 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 bạn 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 Thảo, bạn bạn tên Thảo không, hay là Hồng hả? Hồng hả? Alo, Hồng hả? Hồng. Hồng hay Thảo? Thì xin lỗi, Hồng hay là Thảo đây? Sao im lu vậy? Rồi tiếp nha. Không ai phản ứng với thầy hết. 490. 490 thì sao, thấy cái gì nè? Bốn chín mươi thì thấy cái gì? Nè. Nê thì có phải làm giống vậy không? Hồng đầu. Như vậy giờ sao? Nhìn nha, đây cũng là một câu tình huống. Anh nhân ha xẻo, anh nhân ha xẻo là xin chào thì câu dễ rồi. Cử tông an chan chi nè sót xẻo, mình có cụm từ chan chi nèo, chan chi nè sót xẻo có nghĩa là thời gian qua bạn sống thế nào và thời gian qua bạn sống có khỏe không, thì cứ nê thì nghe giống với này y chang cho thầy là chọn được, hiểu các bạn? Như vậy nó sẽ là nê chan chi nè sót, vâng tôi sống khỏe. Như vậy nê mình lưu ý nè, nghe giống y chang luôn là được, hiểu không bạn? Nê là cứ nghe giống y chang là được đó. Và ở đây tại sao nó trả lời là nê nê chan chi nê sayo, mà trên đây là nê chan chi nê so sayo, là do ở đây nó cộng với kính ngữ các bạn. Ở đây nó cộng với chữ si là kính ngữ đúng không, và si chia ra quá khứ thì cộng là os sayo đúng không, và hai thằng này gom lại thì nó là so sayo đó. Ok ha. Có gì thì cứ coi lại video. Rồi, bây giờ phân tích tiếp. Câu 491. 491 cũng là một câu tình huống khi mà mình thấy có một loạt câu như thế nè. Cảm sao hâm nhị tà, cảm ơn. Cảm sao hâm nhị tà, cảm ơn. Khen chan xin nhị tà, không không có sao. Khen chan xin nhị tạ. Mì an ham nhị tạ, xin lỗi. Rồi. Chúc kha ham nhị tạ thì là gì các bạn? Chúc mừng. Rồi. Ở đây ấy, khi mình nghe cái chữ là xin lỗi, nếu ở trên đề đọc cái chữ xin lỗi thì mình sẽ chọn cái chữ là không có sao. À. Nếu mà mình nghe được cái chữ xin lỗi thì mình sẽ chọn là không có sao. Chứ không có nghe chữ cảm ơn là không có sao nha. Cảm ơn thì mình phải nghe chữ là à ni e o. Đâu có gì đâu mà cảm ơn. Hoặc sẽ là mùa mùa gì bạn? Mùa rêu. Mùa rêu có nghĩa là không có gì đâu mà cảm ơn ha. Thì lúc đó mình nghe được cái chữ cảm ơn thì ở đáp án nó mới có chữ này. Được chưa các bạn? Còn nếu mình nghe chữ chúc mừng, chúc kha ham ni tà, thì mình chọn chữ cảm sa ham ni tà là cảm ơn. Đó. Chính như vậy, ở đây nó đang đọc là chuê son ham ni tà. Chuê son ham ni tà thì bằng nghĩa với là mì an ham ni tà. Cho nên đáp án này mình sẽ chọn là gì các bạn? Khen chan xin ni tà, không có sao đâu. Người cho so chuê son ham ni tà, xin lỗi vì tôi đến muộn. Khi đi mạ ni mặc kho sòi ô. Tại vì đường nó tắc quá, đường nó kẹt quá. Cho nên mới kia người kia mới nói là à tại vì bạn này xin lỗi cho nên người kia mới nói à kèn chan xin nhì tà, không có vấn đề gì đâu. Rồi, câu này là câu tình huống luôn ha. Các bạn đóng tiền để học giải đề với thầy mà các bạn không tương tác là các bạn lỗ đó nha. Hiểu hay không hiểu là phải nói nha các bạn. Sớm giờ em học trên lab, em nói thầy không nghe. Em mới lên lại bằng điện thoại. À vậy hả?
Dạ. À, hiểu không? Nãy giờ hiểu Dạ. chưa? Dạ hiểu. Ok, tốt. Rồi. Dạ. Rồi, rồi, thì cảm ơn. Rồi, bây giờ 492. Nhìn tình huống này coi ra được không nè? Bắt động từ là nghe được không? Bây giờ nha, 1, 2, 3, 4. Bây giờ che lại đi. 1, 2, 3, 4 thấy giống với nhau cái gì nè? Giống như mấy với mấy? 2 với 3 thôi. Ok, tốt. 2 với 3 giống nhau. Tương tác nhiều vô cho nó thú vị các bạn. Rồi, như vậy, ở đây khi mà nó giống nhau thì thầy chỉ thêm bước nè. Khi mình thấy giống nhau ở phần này thì cái trước sẽ là cái khác nhau phải không? Đúng không? Như vậy bắt thêm ở cái phía trước là mình sẽ chọn được đáp án. Cho nên nhìn câu này nè, coi có phải nè đây không? Thấy không? Dạ thấy. À, như vậy đáp án sẽ là hàng này. Đáp Thân bà. à. Và câu này nó dễ thôi, ồ nư nà ra e sao ồ sát sinh như cái. Thế giờ câu đáp án của phần này có mấy câu luôn mà đúng không? Bạn đến từ đâu? Campuchia e sao và sinh như ta. Tôi đến từ Campuchia. Có nhiều bạn nói vậy nè, em học trong bộ đề em có thấy cho thi đâu. Thí dụ như câu này là câu nó sẽ cho ở Campuchia, hiểu không? Còn ở Việt Nam mình thì nó sẽ thay bằng chữ Petunam, hiểu không các bạn? Petunam cũng là tên nước mà đúng không? Cho nên đáp án này nó sẽ là Petunam e sao và sinh như ta. Ví dụ như vậy ha. Rồi, ok. Còn đây, câu 1 là câu mà thầy tin rằng có rất là nhiều bạn sẽ chọn, tại vì nghe được chữ nà ra ở đây nè. Nhưng mà mình nói rồi, mình có được phép bắt giống cái danh từ không? Không. À, ở đây cái này là thập sinh như tà là nóng. Từ thập tà là nóng. Đúng không? Đó. Cho nên không có bắt được rồi. Ở đây im nhị tà là han si 1 giờ. 1 giờ thì phải hỏi là mi a si là mấy giờ mới được. Ok nha. Đó, dần dần làm hồi nó quen các bạn. Nhớ là mình đang học lý thuyết về nghe nha. Rồi, 493. Bắt được không nè? Được thầy. Bắt được. Rồi bây Có giờ hai đứa con giống nhau. thầy che hai nào giống nhau? Con 1 với 3. 1 với 3 giống nhau. Ok. Dạ. Đó. Hồng, em Hồng hay là Thảo? Em là Tinh Loan. Chứ mà sao lấy cái nick gọi vậy? Dạ. Rồi, lon lên sóng là lon, hiểu rồi ha. Dạ. Giếng đâu, giếng nãy giờ đâu rồi? Vẫn kịp phải không em? Giếng quê đâu nhỉ? Em ở Ninh Bình. Ninh Bình. Một bạn Hậu, một hai bạn Cần Thơ, hai bạn Ninh Bình. À, hai bạn Cần Thơ, một bạn Ninh Bình. Rồi, ở đây như vậy rõ ràng IEO đúng không? Rồi, rồi. Ở đây chúng ta mới nghe nó đọc lại vậy. Ồ như đi mù sinh dù y đi eo. Như vậy bạn nhớ cho thầy nè. Có phải khi mình học về các ngày thứ là tất cả nó đều có chữ dù in ở phía sau không? Nhờ. Và khi nó hỏi, nó phải hỏi bằng chữ mù sinh là ngày gì, ngày thứ mấy. Ở đây nó mới thay vô, ví dụ như là su vô in là thứ tư nè. Ví dụ như đây nó thay vô su vô in là thứ tư nè, là nó thay cho cái chỗ mù sinh nè, hiểu không các bạn? Hoặc là thô vô in là thứ bảy nè, đó thì thay vô như vậy, tại vì nó có chữ vô in làm cái gốc, còn lại cái chữ mù sinh là sẽ hỏi là ngày thứ mấy, là dùng chữ mù sinh. Như vậy khi ở đây mình nghe được chữ mù sinh vô in thì đáp án sẽ là câu số 1. Còn ở đây có nhiều bạn sẽ gì, các bạn nghe được chữ vô in nè, thì ở đây có thể chọn vào cái ngày thứ, chọn cái đáp án số 4 thì bị sai, bởi vì cái đuôi câu ở đây người ta đọc là y đề vô, mà ở đây là y đề vô là làm việc, hai cái đó nó khác nhau. Như vậy mình hiểu hiểu có thể trường hợp này nhiều bạn sẽ chọn đáp án số 4 là vì sao rồi chưa? Hiểu ha? Rồi. Thầy giảng gì có nhanh quá không, và bạn có thấy khó khăn gì không? Dạ không ạ. Được ha. Rồi tiếp nè. Rồi thầy che này luôn. Coi coi.
Không có câu nào giống nhau thì cứ làm sao? Thoải mái là mình nghe phần này. Mình nghe phần này. Và mình nghe phần này đúng không? Nó không giống nhau kệ nó, hiểu không bạn? Nó không giống nhau càng tốt, nghe càng dễ. Được chưa? Như vậy ở đây, ở đây có một cái ngữ pháp, ở đây là rò cô hề ô là dự định ha. Gặp gì thì nói cái đó. Sa rò cô hề ô là dự định mua, sa ta là mua. Như vậy ở đây câu này là dự định mua chung cư. Đó. Nhưng mà không sao, kệ nó đi. Rõ ràng tôi nghe được chữ gì đây? Phải này không? Phải một không các bạn? Chứ còn gì nữa, động từ có giống nhau đâu. Hiểu chưa? Yongsu si ko hang ơi ở ti eo. Quê của Yongsu là ở đâu? Seoul đi eo, quê tôi là ở Seoul. Hiểu không các bạn? Mạnh dạn lên ha, là mình cứ chọn thôi. Chứ còn mấy người kia có thầm, câu 2 là thầm ta đê thù ra gài ô, là sẽ quay về vào ngày vào tháng sau là không đúng rồi. Apartment saroku heo là dự định mua cái chung cư, có ai hỏi dự định mua gì đâu. Rồi câu 4 sẽ là gì? Chihachan lập kinh choe isayo, có ở gần e isayo, nãy có gặp một lần rồi đó. Có ở kinh cho là gần, gần ở đâu? Chihachan lập là ga xe điện ngầm, không có liên quan gì cả. Thật sự hiểu mà đúng không các bạn? Thầy ơi, tức là giống như là thí dụ như cái đề gì mình nhìn vô á, là mình sẽ hiểu được á, nhưng mà chỉ sợ lúc mà nghe á thầy, cho nên mình mới tập. Bây giờ thầy dạ. Bây giờ thầy dạy như vậy thầy mới nói hồi nãy mình về đưa thầy đưa cái link của từng câu nè, mỗi câu như vậy em cứ nghe đi nghe lại cả chục lần đi rồi tự nhiên em quen hả? Nhưng mà em hiểu lý thuyết này trước cho thầy đi là em sẽ làm được liền. Có nghĩa là mình đang học từ cái quy trình ngựa, hiểu không Lo? Có nghĩa là giống như bây giờ nghe mình là con số 0 nè, thì làm sao? Không phải là mình không nghe được, mình nghe được nhưng mà mình không biết mình chọn chỗ nào. Tại vì mình nghe mình không nghe được thì giống như thầy thường nói đùa với học trò, không nghe được là bị điếc rồi. Mình nghe được cái âm đúng không? Mình nghe được cái âm nhưng mà mình không biết chọn được chỗ nào thôi. Thì ngày hôm nay mình học cái cách để mình biết chọn là cái chỗ nào. Hiểu không? Đó, cứ từ từ thôi ha. Còn lại là gì, mỗi cái chuyện gì mình làm mình cũng phải luyện tập hết các bạn. Ca sĩ nó muốn hát hay nó cũng phải luyện tập, diễn viên muốn diễn giỏi cũng phải tập diễn hàng ngày, và mình muốn làm được đề thì mình phải luyện tập hàng ngày để mình mới làm được. Nhưng luyện tập bằng cách là vì phải hiểu nó mới luyện đó. Thì bây giờ thì đang chỉ cho các bạn cái chuyện như vậy, ok ha? Rồi ở đây mình nhìn thì mình thấy câu tình huống không nè. Nãy thầy nói nguyên cái cụm này là thầy nhìn vô là biết là câu tình huống cảm ơn rồi gì các bạn, chúc mừng rồi là gì, không có sao, không có chi. Thì cái này thầy nhờ các bạn là phải học thuộc lòng. Được chưa? Tại vì không thuộc lòng mấy này thì không nhận nó ra tình huống đâu. Đó. Thì ở đây rõ ràng mình thấy cái chữ chúc mừng không nè. Chúc kha ham gì ta. Thì có chọn giống không? Không nha. Không chọn giống nha các bạn. Dạng này là dạng gì? Một là chỉ nghe giống hoàn toàn khi có chữ nê. Nãy giờ nhớ không? Có một câu nãy giống hoàn toàn mình chọn chữ nê, nhớ không? Chẳng chi nê sớt sợi ố. Nê chẳng chi nê sớt sợi ố. Chẳng chi nê sợi ố, nhớ không? Đó là giống hoàn toàn thì mới chọn là chữ nê, thì mới nghe giống hoàn toàn. Và không được nghe giống danh từ, chỉ bắt cái đuôi động từ thôi. Thì ở đây nó là tình huống có cái gì để bắt đầu thì gì, nó chỉ cho cái động từ thôi mà. Cho nên mình phải nghe bằng cách là nói chúc mừng thì mình sẽ chọn là gì các bạn? Chúc mừng thì phải chọn gì? Cảm ơn thì đáp án là số 2, hiểu không? Có hai từ cảm ơn là cảm xăm nhì tà và cùa máp. Cùa máp xăm nhì tà đúng không? Hai cái từ cảm ơn đó. Cảm xa xăm nhì tà là cảm ơn ha. Đó, nãy thì nói rồi. Xin lỗi thì nó không có sao, không có chi. Còn chúc mừng thì phải nói cảm ơn. Mình cứ phi ra tiếng Việt là mình hiểu thôi. Dù ai đó nói ừ tao chúc mừng mày nha, mình ừ tao cảm ơn mày, hiểu không? Còn ở đây cái đề này nè, nó chúc mừng gì kệ nó, không quan tâm, hiểu không? Nghe được từ chúc kha hamita cho thầy thôi. Còn này phía trước nó đọc gì kệ nó,
chúc mừng sinh nhật cũng có, chúc mừng kết hôn cũng có, chúc mừng tốt nghiệp cũng có, chúc mừng thi đậu cũng có, chúc mừng trúng số cũng có, chúc mừng có con cũng có. Kệ nó, miễn nghe được từ chúc kha hanh như đào cho thầy thôi là được. Và từ này người ta đọc là gì? Chu kha, tại vì ca gặp hờ thì đọc thành khờ ha. Chúc kha hâm gì ta, như vậy nghe từ chúc kha thì cứ chọn cô mấp sinh gì ta hoặc là cảm gia hâm gì ta. Hiểu ý thầy nói gì chưa các bạn? Dạ hiểu. À, còn đây là coron là cảm ơn, coron là kết hôn, hay là chúc mừng bạn kết hôn ha. Chứ nói coron là cảm ơn thầy nói nhầm. Rồi ok, cứ dần dần thôi các bạn, từ từ, không gì gấp gáp. Rồi bây giờ che đây luôn. Coi coi chữ gì đây. Nhìn đây được chưa nè, có thằng nào giống nhau không? Số 3, số 4 đó thầy. Ok, giống nhau gì vậy? Y về vô với về vô. Rồi nhìn tiếp luôn. Quê xa là gì? Công ty. Vậy hỏi gì? Tầng kia có phải là công ty? Biết rồi, nhưng mà hỏi bằng từ gì? Hỏi bằng từ gì? Hỏi bằng từ gì? Về chính vô. Xa, ở T, dưới này, dưới này đúng rồi đó. Ở đâu đúng không? Còn bạn Lon là dịch đúng rồi đó. Câu tiếp theo số 4. Số 4 là hỏi chỉ gì đây? Kha nên là... Kha nên là cái tên đúng không? Cái tên thì sẽ hỏi bằng chữ gì đây? Nuku. Ồ, chính xác. Rồi, bây giờ mình coi coi. Đây, nó là gì đây? Nó không hỏi... Nó không hỏi Nuku mà nó sẽ hỏi là... Chết chưa? Chọn cái gì mới được đây? Chắc chắn là chỉ về vô rồi nè, thấy không các bạn? Đúng không? Là bỏ này rồi nè, đúng không? Đó, nếu như mà mình không có luyện tập là câu này mình nghe cũng mệt mỏi đắm đuối đó. Ôi sao im rồi. Ở đây thấy nó không hỏi là gì các bạn. Nuku hiểu, nhưng nó hỏi cái câu là Irumi mo hiểu. Câu này dễ không các bạn? Irumi mo hiểu nghĩa là gì? Ờ, tên là gì thì tên của tôi là Kanen. Như vậy đây là một cái hình thức để nó không hỏi chữ Nuku mà nó sẽ hỏi bằng cái này đúng không? Như vậy ghi nhớ câu này vô cho thầy. Hiểu không? Ừ. Chào nên Hàn Quốc Sarami Ku. Tôi là người Hàn Quốc. Irumun Park Ji Young Ieo. Tên là Park Ji Young và tên bạn là gì? Irumi Moeo. Như vậy với những câu mà đọc dài như thế này thì chỉ cần bắt cái động từ ở cuối câu thứ cuối cho thầy hiểu không các bạn? Và một cái hình thức nó hỏi, thay vì nó hỏi người kia là ai vậy thì là bạn này là bạn kia. Nhưng nó không hỏi thì nó hỏi trực diện là tên là gì. Đó, tên là gì. Ở đây bạn nói thầy, ủa cái chữ Irum sao chọn đây Irum thầy? Không phải nha, ở đây là đuôi về vố và nó hỏi cái từ là mô là cái gì nè. Tên bạn là gì. Như vậy lưu ý câu này vô thêm cho thầy nha. Nó không phải là sai cái kiểu mình nói đâu nha các bạn. Đó, những cái câu nào đặc biệt một chút thì coi đi coi lại nhiều lần vô. Ở đây thứ nhất nha là về vô thì xác định về là đúng rồi nè. Ở đây là quê xa thì hỏi ò ti là đúng rồi nè. Thay vì nãy giờ mình làm chỗ này là nụ cu thì nó sẽ không hỏi u cu mà nó có thể hỏi bằng câu là Irimi mua yếu thì vẫn chọn được cái câu này. Tên của tôi là Chê Irimin Kanen Yeo. Hiểu chưa các bạn? Ok. Rồi 4, 9, 7 thầy che lại luôn nè.
bắt đầu nó tăng cái mức độ hơi khó khó lên tí xíu rồi đó. Rồi, như vậy ở đây chúng ta coi cái nào đây. Có nào giống với nhau không? 3, 4. Không hề, không hề, không hề. Này, cô Isayo là đuôi của cái thì hiện tại tiếp diễn đang. Nhớ giúp thầy mấy cái từ Isayo nguy hiểm lắm nha. Cấu trúc Isayo nó cho có cấu trúc gì nè. Một là cô Isayo là cấu trúc đang cái gì đó. Nếu cấu trúc ở đó mà có O, A, O, A hoặc là He, Isayo thì cấu trúc này là gì bạn biết không? Cái trạng thái hành động được diễn ra từ trong quá khứ mà cho đến hiện tại nó vẫn còn. Đó. Cho nên khi mình thấy những cái động từ Isayo này nè, các bạn cần xác định cho thầy những cái chuyện như sau. Một là E Isayo là có ở đâu. Như vậy thấy Isayo rồi thì coi có chữ E không? Hiểu thầy đang nói gì không nè? Coi có thằng này không? Coi có thằng này không? Hiểu chưa các bạn? Rồi, như vậy ở đây thằng cô nè, thì thằng này không giống nhau đâu. Thằng này với thằng này hoàn toàn khác nhau. Thằng man này là chỉ nè, là nó thay cho cái ika nè. Đó, thêm một cái nữa là ika isayo là có ai đó. Thì ở đây có oni là gì bạn? Chỉ có chị gái thôi nè. Đó, như vậy chúng ta mới coi câu này nè. Ở đây nó lại hỏi là miyasariyo. Miyasariyo thì thay vì bình thường mình sẽ nói là tôi bao nhiêu tuổi đó, ví dụ tôi 20 tuổi thì là sumu sariyo hoặc là sumu eyo hoặc là sumu yeyo chứ. Nhưng ở đây ổng chơi cắt cớ là gì các bạn? Nhiều hơn 2 tuổi. Như vậy cái đáp án này là một cái câu rất khó ha. Câu này là đáp án rất là khó. Nó nghĩa là gì? Chisu, chị gái của Jisoo là mấy tuổi? Thì bạn này mới trả lời cắt cớ là nhiều hơn tôi 2 tuổi. Thầy bôi hết mấy này thì giải thích cho các bạn nè. Câu khó thì phải chịu khó nhìn nha các bạn. Ở đây nè, cái câu này bạn này hỏi nè, câu này câu khó ha. Lưu ý lại để mình tập mình nghe nè. Hỏi là Miyasariyo bao nhiêu tuổi? Thì thông thường khi trả lời bao nhiêu tuổi chúng ta gì các bạn, nó cứ nói là gì, mấy tuổi đó, ví dụ như 15 tuổi đi, giờ thà sót tuổi là dùng số thường hàng đúng không, giờ thà sót sariyo là 15 tuổi. Nhưng bạn này không trả lời kiểu vậy mà bạn này nói là gì các bạn, nhiều hơn mấy tuổi, thù là 2, sari là tuổi, nhiều hơn tôi, hơn là chữ của ta nè, nhiều hơn tôi 2 tuổi, cắt cớ ha. Đó, hơi khó đúng không các bạn? Hơi khó không các bạn? Rồi, nhưng nhớ cho thầy là đã nghe được chữ y ề dố là đúng không? Thì không thể nào là động từ sống ở đây được, không thể nào là động từ đang gì đó ở đây được, không thể là từ có ở đây được các bạn. Là động từ định nghĩa là cái gì đó. Thì ở đây có nghĩa là nhiều hơn nữa bạn. Mà nayo là nhiều hơn, có nhiều hơn. Mà nayo mình có thể dịch là hai trường hợp như vậy. Mà nayo là mạnh thà đó, là động từ này là động từ có nhiều, là nhiều hơn, là nhiều cái gì đó, hoặc là có nhiều, là nhiều cái gì đó, thì nhiều cái gì đó. Thì ở đây là nhiều hơn 2 tuổi, bạn hiểu không các bạn? Nó giống như là một cái từ nghĩa bóng vậy đó. Hiểu chưa? Lưu ý lại câu này cho thầy rồi suy ngẫm thêm, thầy sẽ hiểu. Đó. Còn cái gì? Câu số 4 nè. Câu số 4 đối với các bạn người ta sẽ hỏi gì sao? Hân chê ca. Hân chê ca.
hân chê là anh chị em. Hân chê ca ờ tóc kê tê xẻo. Câu này có xong đề nghe nha. Anh chị em ra như thế nào? Thì mình nói là ờ, tôi không có em mà tôi chỉ có chị gái thôi. Hiểu không các bạn? Thì nó sẽ thuộc vào câu số 4. 11 mình sẽ gặp lại ha. Rồi. Coi lại video cho thầy ở câu này. Nhớ lưu ý câu 497. Rồi. Câu này là câu mà thầy muốn dặn mình nè. Như vậy ở đây chúng ta thấy gì các bạn? Ở đây chúng ta thấy cái gì? Trễ nè. Thấy từ nịch tà là trễ nè. Ở đây rất là tốt nè. Ở đây rất là mắc nè. Những cái này các bạn có biết động từ tính từ không? Ủa? Ừ. Thì tất cả những động từ tính từ mình sẽ hỏi bằng chữ là otteo hoặc là một cái tình huống nào đó ha, hoặc là otteo nó như thế nào ha. Đó. Otteo những cái từ này là như thế ha. Rồi. Thì ở đây chúng ta thấy nè, kibun là tâm trạng như thế nào thì tâm trạng rất là vui. Cho nên cái này các bạn tích lũy lúc giải đề dần dần các bạn thuộc giùm thầy. Cái dạng này là buộc lòng phải vậy thôi nha các bạn. Chúng ta buộc lòng có mánh gì thì cũng phải nhớ được những trường hợp như thế này cho thầy. Tâm trạng thì tâm trạng vui. Thì giúp này bạn mình nhớ cho thầy nè. Tâm trạng thì nó có hai cái từ thôi. Kipuni sao? Choayo là tâm trạng vui. Napayo là gì các bạn? Tâm trạng gì? Xấu. Thì cái này nó cũng có liên quan đến hai cái từ nè. Nanshika là thời tiết tốt và thời tiết xấu. Như vậy mình nhớ. Khi ở đây nếu nó đọc chữ Nanshika, ví dụ như trường hợp khác á, nó đọc Nanshika tiểu thì mình vẫn chọn được là gì bạn? À, Chucho Ayo, hiểu không? Hiểu không? Thì trong trường hợp đó nó sẽ không cho câu này đâu. Có nghĩa là có gió thổi nhiều thì đó nó sẽ không cho câu này đâu. Ha. Nên là ý là nó sẽ cũng có những lúc như vậy các bạn. Đó, thì mình nhớ cho thầy thêm dần dần là được. Ok. Đó, cũng có câu khó, có câu dễ đúng không? Mình cứ nắm lý thuyết trước. Rồi, ở đây. Câu này là gì đây? Chúng ta nhìn vô Pisayo nè. Nopu Pisayo là quá đắt nè. Chinasayo là đã qua nè. Anwasayo là đã không đến nè. Kuisayo là đang nè. Đó, thì ở đây nghe giống cái động từ thì chúng ta cứ chọn được câu 4 thôi, bạn hiểu không? Dù chung ở toke chine. Chì ne là động từ nè, trải qua. Còn chì na sợi là quá khứ thì nó không đúng với câu này rồi. Hiểu không bạn? Bạn nói chì ne với chì na nghe nó giống nhau thầy. Nhưng khác nhau ha, đều là đã đi qua rồi. Còn đây người ta đang nói là chì ne với chì ne thì chọn câu này. Dạo gần đây bạn như thế nào? Dạo gần đây tôi đang rất là vui vẻ. Hiểu không các bạn? Rồi, mấy câu sau này hơi khó một chút ha. Nhưng mà cứ luyện tập từ từ là được thôi. Bây giờ cái dạng câu 500, câu 101 thì ngày mai thì sẽ dạy. Thì vì nó là thuộc một cái dạng khác. Ne với Anio. Đó là một cái dạng khác.
Được chưa? Rồi, như vậy bây giờ nè. Bây giờ bạn nhìn vô cho thầy, thầy đang muốn thực tập cho bạn câu 503 nè. Rồi, bạn nói cho thầy biết trước coi. Tất cả những câu này đều sao hết nè. Giống nhau hết không? Giống như câu cũng là giống nhau cái gì các bạn? Im như tờ hết câu đúng không? Im như tờ. Rồi, đó. Rất câu này rất là hay để mình luyện tập nè. Mình tổng kết lại nè. Im như tờ, im như tờ, im như tờ. Như vậy bây giờ thầy hỏi ha. Mia si im như cá. Thì các bạn sẽ chọn câu đáp án số mấy? Nè. Mia si im như cá. Thì bạn sẽ chọn đáp án số mấy? Số 1. Rồi. Thầy hỏi Mia sal im như cá. Thì bạn sẽ chọn đáp án số mấy? Số 2. Thầy hỏi Irumi mua sim ni cá thì bạn sẽ chọn số mấy? Irumi mua sim ni cá số 3 đúng không? Tên bạn là gì? Irum nè. Dấu hiệu để nhận tên là biết ở phía trước nó có cái họ Ly, họ Bắc, họ Kim đúng không? Y Bắc Kim là nó đề thi chỉ cho nhiêu đây thôi. Hiểu không bạn? Y là họ Ly, Bắc là họ Bắc, Kim là họ Kim nè. Đó. Rồi câu này thì sẽ hỏi Onu Nara Saramim Nika, bạn là người nước nào? Là người Hàn Quốc. Rồi đây này nó hỏi là gì các bạn? Irum này thấy không? Cho nên mình sẽ chọn con số 3. Được chưa các bạn? Tập thêm là xong. Đừng để bỏ lỡ mấy câu này các bạn. 4 điểm luôn đó. Rồi câu này. Là thấy giờ nhìn ra được là câu tình huống chưa? Nhưng ở đây nó nói là gì? Bạn học thuộc cho thầy là EH cắt là thi đậu. Thi đậu thì chúc mừng. Nhớ ha, cái chữ chúc mừng là mình phải nghe như vậy. Hát cắt hết rồi ô. Và những cái chữ chúc mừng bạn còn được chọn nữa là gì nè? Một là hát cắt hết rồi ô ha. Đậu cái gì đó. Không thì bạn nói là à, ngày mai là sinh nhật của tôi đó. Sen y đi rồi ô. Hoặc là sinh nhật của ai đó thì mình sẽ chúc mừng, hiểu không bạn? Rồi, cái nào đó là lễ kết hôn của tôi đó. Coron, nghe được chữ coron có nghĩa là hấp chất sen in coron là cứ quất cái chữ chúc mừng cho thầy là đúng. Hiểu thầy đang nói gì không các bạn? Đậu, sinh nhật, kết hôn. Được chưa? Ok, rồi. Như vậy dừng lại ở đây ha. Tổng kết ngày hôm nay thầy lưu ý các bạn nè. Một lưu ý cho thầy. Nếu câu không có, nếu câu không có cái chữ nê, câu không có chữ a ni ô thì bắt cái gì để nghe? Bắt đuôi câu là cái động, động từ. Rồi, có được phép nghe cái gì giống cái danh từ không? Dạ không. Không. Rồi, khi mà bắt được những cái động từ giống nhau thì phải nhớ cái từ để hỏi. Ở ti là nơi, chốn, ở đâu. Mù ớt là cái gì. Rồi, nu cu là ai. Rồi, trừ một số trường hợp đặc biệt ra thì nhớ trong trường hợp dừng lại của bài hôm nay ngay chỗ này là gì nè. Nếu như nói xin lỗi thì sẽ nói cái chữ gì các bạn? Không có sao là Kenjansumi. Đúng rồi. Nếu nói cảm ơn thì sẽ nói là à ni e o thì mình chưa gặp tình huống này, mai mốt mình gặp sao ha. Rồi, nếu mà có bàn cáp xin đen trà thì phía trước phải là chữ gì nè? Cho ấm phép kết xin. Đúng rồi, chưa thuộc nhưng mà cứ từ từ ha. Còn chúc khăn ni tà hồi nãy thầy nói đó, sen in corol hoặc là hấp chất đúng không? Đậu cái gì đó, rồi gì bạn sinh nhật cái gì đó, kết hôn cái gì đó thì chọn cái chữ này. Rồi, như vậy bài hôm nay các bạn có hỏi gì thêm không? Sau khi thầy up cái video này lên nhớ coi lại giùm thầy nha. Bài nào thì giải quyết xong bài đó, đừng để nó kéo dây dưa. Ok ha. Rồi, bạn có góp ý là nó nhanh chậm gì không? Mức độ vậy là được đúng không? Rồi. Ok rồi, thầy hẹn các bạn ngày mai mấy giờ học thì thầy sẽ thông báo, nhưng mà cứ dao động từ khoảng 6-7 giờ trở đi là thầy sẽ có dạy và thầy sẽ nhắn trước cho bạn cái thông tin đó khoảng 1 tiếng. Ok ha. Rồi, thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, các bạn có thể thoát giùm thầy.
Kha ở lại đây đi Kha, thì chờ chút học cái lớp kia thôi. Hiểu mày đúng không?